Rồi chúng ta tiếp tục ha. Rồi, đây là phần đề của trường Nguyễn Hữu Cầu ở Sài Gòn đúng không ạ? À? 5 câu tự luận dành cho lớp 11. Rồi ok. Ở đây là phần chung, ngay phần điện ly đúng chưa? Viết phương trình phân tử và phương trình hình rút gọn của các phần sau. Thì chúng ta có những cái phương trình. Rồi ở đây thì mình thấy là phương trình phân tử nhé, thì mũi tên đầu ra cái gì? FeNO3 tất cả 3 cộng cho H2O. Đấy. Rồi bắt đầu chúng ta như thế nào? Chúng ta cân bằng thôi. 3HNO3. Rồi ok, 6, 6H đúng không? 3. Rồi phương trình bằng rồi đấy. Rồi viết phương trình điện ly, viết phương trình rút gọn đúng không? Thì H cộng cộng cho FeOH3 các bạn phải giữ nguyên. Đấy, tạo ra Fe3 cộng cộng cho H2O. Đây là phương trình ion rút gọn của nó đấy. Rồi cân bằng là 3H cộng. Tất nhiên rồi, 3H2O. Rồi xong. Rồi tiếp theo, phương trình tiếp theo. MG đúng không? Rồi lúc này sẽ tạo ra phương trình phân tử là MgSO3 kết tủa trắng đấy cộng cho KNO3. Phương trình trao đổi bình thường thôi, rồi cân bằng là 2KNO3. Phương trình ion rút gọn thì là hình thành kết tủa trắng, đây là kết tủa trắng này. Thì lúc này CMG2 cộng cộng cho SO3 2 trừ biến thành MgSO3. Bài nào mà muốn viết cái phương trình ion rút gọn này việc trình bày kỹ từng bước ấy, chúng ta mở tài liệu của tôi ra mà xem được chưa? Tài liệu tôi gửi cho các nhóm học hết rồi, chúng ta chỉ việc mở ra thôi. Đây là tài liệu tôi gửi nhóm học đây, nghe phần luôn đây, thấy không? Mục số 3, phương trình bản chất, phương trình ion rút gọn, thấy không? Đó, sẽ có tổng cộng là 3 bước: bước 1, bước 2 và bước 3. Viết phương trình trao đổi dạng phân tử, rồi viết trao đổi ion đầy đủ, và viết phương trình trao đổi dạng ion rút gọn. Đó thì bên đây sẽ là ba cái ví dụ: tạo kết tủa, tạo khí và tạo nước. Đấy, chúng ta có thể xem tham khảo phần này ha. Thấy không? Đó chính là ba bước, rồi tôi dẫn đó là chi tiết luôn. Chỉ cần có biết đọc chữ là sẽ đọc được. Rồi ok. Tiếp tục. Rồi tiếp theo ha. Phương trình này thì tạo ra cái gì đây? NH3 phương trình trao đổi N4OH, cái con trao đổi qua lại thì nó tính là NH3 cộng nước đấy, N4OH đấy. Cộng cho Na2O4. Rồi thì chúng ta cân bằng thôi, 2 Na2 đúng không? 2 N3, 2 nước. Rồi xong. Phương trình ion rút gọn của nó thì tất nhiên rồi, NH4 cộng cộng cho OH trừ mũi tên ra NH3 cộng H2O. Rất là dễ, khí mùi khai. Rồi thằng này á, thì tạo ra CaCl2 cộng H2O cộng CO2 bay lên. Rồi ở đây là HCO3 trừ cộng cho H cộng mũi tên ra CO2 cộng nước. Rồi ra CO2 cộng H2O khí bay lên đây. Rồi xong. Bây giờ rồi xong, ABCD đã xong. Rồi chúng ta tiếp tục câu 2. Rất là đơn giản đúng không? Rồi một dung dịch chứa A mol Ca2 cộng, B mol K cộng, C mol Cl trừ và D mol NO3 trừ. Lập biểu thức liên hệ với ABCD. Thì mình có là bảo toàn điện tích thôi. Đây A nhân với Ca, A nhân với 2. Đúng chưa? Là 2A. Rồi tương tự. B nhân với dấu cộng, thấy không? Vậy là cộng cho B bằng. Rồi C nhân với dấu trừ, thấy chưa? Là C thôi, cộng cho D nhân với dấu trừ là D. Rồi 2A cộng B sẽ bằng C cộng với D. Được chưa? Thì chúng ta có biểu thức liên hệ là xong. Rồi cô cạn dung dịch trên thì được bao nhiêu gam muối khan? Nếu như mình biết để cho chúng ta trên giá trị rồi, A bằng 0,1. Vậy là lúc này chúng ta suy ra luôn, 2 nhân 0,1 cộng cho B đúng không? B bằng 0,05. Để cho trơn này đây nè. Rồi nó kêu tìm, mình tìm C, nó không kêu tìm nhưng mà bắt buộc phải tìm C trước. Thì D là 0,05. Rồi các bạn có thể xếp so. Rồi 2 nhân cho 0,1 cộng cho 0,05. Rồi lúc này alpha bằng C chính là biến nghĩa đi, biến nghĩa đi cộng cho 0,05. Rồi C dưới này suy ra C bằng 0,05
0,2. Rồi, khi cô cạn dung dịch trên thì thu được bao nhiêu gam muối khan? Đề hỏi chúng ta là bao nhiêu gam muối khan đúng không? Bao nhiêu gam muối khan? Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái giá trị mol tương ứng đó mình nhân với mol lớn thì ra được muối khan. Ý là như vậy. 0,1 là của CA này. Rồi 0,05 là của thằng B này. Rồi thằng C thì các bạn giải là 0,2 này. Và thằng D đề cho là 0,05 này. Rồi chúng ta nhân lại với nhau. Nhân cho bằng viết xanh nha, chúng ta dễ hiểu nha. 0,1 nhân ở viết tím chứ 0,1 nhân 40 cộng cho 0,05 nhân 39 cộng cho 0,2 nhân 35,5 và cộng cho 0,05 nhân 62. 62 chính là m lớn của cục NO3, N bằng 14, O là bằng 16, 16 nhân 3 là 48, 48 cộng cho 14. Ok ha, là 62. Cục đó là 62. 0,1 nhân cho 40 cộng cho 0,05 nhân 39 cộng cho 0,2 nhân 35,5 cộng cho D đó như 0,05. D là bằng 0,05 đúng không? 0,05 nhân cho 62. 16,15 gam. Điểm này bao nhiêu gam muối khan chính là bằng 16,15 gam muối khan. 16,15 gam muối khan. Rồi vậy thôi ha. Tôi làm đúng nước cái rồi chúng ta đọc câu tiếp theo. Rồi ok, chúng ta tiếp tục nha. Viết phương trình hóa học dưới dạng ion rút gọn của phản ứng chứng minh SNH2 lần là 2 oxide lượng tính. Rồi ok, SNH2 là 2 oxide lượng tính đúng không? Thì mình viết phương trình mà chứng minh nó lượng tính ấy, thì lúc này các bạn sẽ cho nó tương tác với hai thứ mà góc độ ion ấy. Thứ nhất là cho tác dụng với H cộng, và thứ hai là cho cộng với OH trừ. Cho H cộng thì ra bình thường SN2 cộng cộng cho H2O và cân bằng là hai chỗ này. Và phương trình nữa là các bạn cho tác dụng với OH trừ. Thì lúc này khi tác dụng vô OH trừ thì nó ra một cái thằng khá là lạ. Vì các bạn cũng biết gặp SNO22 trừ. SNO22 trừ cộng cho nước bình thường. Rồi cân bằng thôi. 2, 4, hai chỗ này. Rồi xong. Ok ha. Thì này chúng ta có cái phương trình như thế này, và khi đã có cái phương trình xong thì chúng ta bắt đầu phân tích thử xem thì hiện tính lượng tính đúng không? Khi mà tương tác với H cộng này các bạn thấy không, thì lúc này thằng này sẽ hiện tính base, còn khi tác dụng với base thì nó sẽ hiện tính acid. Tác dụng với acid thì hiện tính base, tác dụng với base thì hiện tính acid. Do đó nó chúng ta đã chứng minh được thằng này là một hai oxide lượng tính, vừa thể hiện tính acid vừa thể hiện tính base, tùy cái thằng mà nó tác dụng. Rồi các anh sau đây có cùng tồn tại trong cùng dung dịch hay không, và giải thích. B1 nguyên tắc á, là có tồn tại thì có nghĩa là bắt buộc phải là không phản ứng. Chỉ cần các bạn thấy có một cái phương trình phản ứng nó xảy ra thì thằng cái những cái ion trong dung dịch sẽ không tồn tại được. Rồi B1 NH4 cộng BA2 cộng thì chúng ta thấy nhìn vô là thấy rồi, hai này ghép lại với nhau ra NH3 cộng H2O này. Vậy hôm nay chúng ta kết luận là thằng B1 nó sẽ không tồn tại trong cùng dung dịch. Rồi tương tự ở đây thì Ca2 cộng, K cộng thì mọi thứ bình thường, nhưng mà lưu ý là Ca2 cộng và S2 trừ nó có nhiều luồng ý kiến tranh cãi về thằng này. Có thằng có người thì bảo là nó tan, CaS là hợp chất tan, nhưng mà có người thì bảo là tất nhiên là những thầy cô có tiếng thôi, thì có tài liệu thì ghi chép là CaS là hợp chất mà nó bị phân hủy trong nước. Thì do đó tôi theo cái xu hướng là phân hủy. Ok ha, thì hai thằng này có thể kết hợp với nhau và tạo ra CaS nó sẽ không tồn tại trong nước mà nó tương tác với nước để lúc này có thể hình thành nên CaH2 cộng H2S gì đó, tức là nó dễ bị phân hủy. Lưu ý nha thầy cô, khi mà sửa CaS mà bảo nó tan thì cũng là chuyện bình thường, hoặc là có thầy cô bảo nó hàng này kết tủa gì đó tan gì đó cũng là chuyện hết sức bình thường luôn. Vậy như tôi đã nói, CaS là thằng gây tranh cãi. Rồi, ok chưa? Rồi tôi cho rằng thằng đó nó không tồn tại luôn đấy. Rồi thì chúng ta theo trường phái nào đây, chúng ta sẽ không công kích cá nhân nha, mà chúng ta là vì tư duy khoa học nó luôn rộng mở và sẽ có nhiều luồng ý kiến đối với những cái mô hình thực nghiệm. Nó không phải đơn giản như toán. Toán thì 1 cộng 1 bằng 2, nhưng mà còn lý với hóa thì lý hóa sinh là những môn khoa học. Nó theo trường phái, có những cái trường phái, có những cái thuyết. Và những cái này người ta vẫn còn gây tranh cãi. Còn học về Arrhenius này, thuyết Arrhenius hay là thuyết Quantec,
Thì đó là những cái thuyết mà nó vẫn còn có những sự tranh cãi nào đó chứ phải không nha. Lưu ý nha, những cái đó nó vẫn còn tranh cãi chứ phải không. Thuyết điện ly này nọ kia nó vẫn còn tranh cãi trong chương trình của chúng ta. Nghe cái thuyết là cái giả thuyết mà, nó đâu phải là được chứng minh cách rõ ràng đâu. Đấy, thế nên chúng ta cố gắng. Rồi ok, tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy cái đề cũng có hai phần đúng không? Phần riêng và phần riêng dành cho các lớp này. Đây là cái đề dành cho tư duy khó nâng cao. Thì ok, thôi tôi giải thì tôi sẽ giải hết cho chúng ta. Có thể tốn một khoảng thời gian nhưng mà tôi sẽ giải hết luôn. Ở đây thì nào H có BH bằng 13 đúng không? Thì chúng ta quy đổi thôi. Vì lúc này BH bằng 13, vì lúc này BOH. BOH sẽ bằng 1. BH bằng 13 thì BOH sẽ bằng 1. Mà khi BOH bằng 1 ấy thì các bạn có thể suy ra luôn là nồng độ của OH trừ sẽ bằng 0,1, đó là 10 mũ trừ 1 ấy, cái này theo công thức thôi. Rồi, nồng độ OH trừ bằng 0,1 mà số thể tích của NaOH đề cho rồi là 0,1 lít đúng không? Vậy chúng ta có số mol của NaOH hay là số mol của OH trừ sẽ bằng 0,1 nhân 0,1 là bằng 0,01. Rồi tương tự với HCl thì chúng ta cũng làm tương tự luôn. HCl có BH bằng 1 vì nồng độ H cộng ở đây ban đầu á, sẽ bằng 0,1 luôn. Mà đề cũng là cho 100 ml tức là 0,1 lít luôn. Vậy suy ra số mol H cộng của HCl này là bằng 0,1 nhân 0,1 cũng bằng 0,01 luôn. Thì ta trộn hai cái dung dịch lại với nhau, NaOH và HCl. Thì NaOH có 0,01 OH trừ, còn HCl thì có 0,01 H cộng. Thì lúc này chúng ta rơi vào cái trường hợp vô cùng hy hữu là H cộng cộng OH trừ với tỷ lệ bằng nhau các bạn ơi. H cộng cộng OH trừ hình thành nên H2O với tỷ lệ bằng nhau là 0,01 hết. Vậy là sao phướng á, chỉ còn có nước thôi và không còn axit hay là bay dư. Thì nó rơi vào một cái trường hợp hy hữu như thế này. Thì chứng tỏ là gì, H cộng hết và OH trừ cũng hết luôn. Vậy là phương trình phướng vừa đủ, trung hòa vừa đủ. Các bạn ghi giùm tôi nha, phướng trung hòa vừa đủ. Và lúc này suy ra luôn BH sẽ bằng nhiêu ạ? Bằng 7. Rồi xong, kết thúc. Này mấy đứa nào để máy tính bấm trừ log 0,01 mà ra hai cái tính BH bằng 2 là đi về nơi xa nha. Thì tôi nói cảnh báo cho chúng ta trước. Thì do đó đây H cộng H trừ nó phướng vừa đủ. Hy hữu BH bằng 7 môi trường trung tính. Không máy xịt, không có bay, các bạn nhúng quỳ tím vô thì quỳ tím không đổi màu, nó vẫn là màu tím. Cẩn thận. Mình nghĩ thì chắc chắn sẽ có đứa bóng cho BH bằng 2 đấy. Hay gì. Rồi, hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm có Mg và Al bằng dung dịch HCl đủ thì thu được 0,8 gam H2 và một dung dịch A. Ok. Ở đây thì chúng ta có rồi, ở đây thì chúng ta có Mg và Al đúng không? Thì mình viết phương trình vậy thôi. Mg cộng với HCl rất là bình thường. MgCl2 cộng với H2 bay lên cân bằng. Al cộng với HCl, AlCl3 cộng với H2 bay lên. Rồi cân bằng là 6 HCl đúng không? 236 CL, 2Al, 2Al và 3H2 chỗ này. Rồi xong. Thì chúng ta đặt x phẩy y lần lượt là số mol tương ứng, các bạn tự ghi giùm tôi nha. X phẩy y lần lượt là số mol tương ứng của Mg và Al trong 7,8 gam hỗn hợp đầu. Thì chúng ta có ở đó là x đúng không? Điều này đề cho chúng ta là 0,8 gam H2. Thấy chưa? Thì chúng ta có thể chuyển qua đây luôn là x mol và y này nè, nhân 3 chia cho 2 thì đây là nhân 3 chia 2 là 1,5 y. Rồi lúc này chúng ta suy ra một cái hệ phương trình kinh điển là phương trình tổng khối lượng 24x cộng cho 27y. 24x cộng 27y ghi cho đẹp, 24y thì sẽ bằng tổng khối lượng đề cho ban đầu là 7,8. Rồi phương trình thứ hai, 2x cộng 1,5y nhân 2 lên là chuyển thành khối lượng H2 là bằng 0,8 gam. Thấy rõ không? Vậy là 2x cộng cho 2 nhân 1,5y. Tại vì m lớn nhân với m lớn của H2 là 2. Ồ, m lớn H2 là 2, vậy 2 nhân 1,5 là 3. Giờ là nhân với 3y sẽ bằng 0,8, đề cho ban đầu là 0,8 gam, thấy không? Rồi bấm cái hệ này ra giùm tôi. Còn bấm nó ra thì các bạn sẽ ra được cái thứ các bạn tìm thôi. 24 27, 7.8, 2 3, 0.8, 0,1 và 0,2. Rồi suy ra chúng ta sẽ có cặp nghiệm là gì, 0.1
và y bằng 0.2. Đề hỏi là tính khối lượng mỗi kim loại thì các bạn sẽ có luôn khối lượng ha, thì tôi ghi cái đáp án khối lượng bằng viết đỏ này kế bên luôn cho rồi. 0.1 nhân cho 24 là 2.4 gram tự ghi đơn vị nha. Còn 0.2 nhân kia là ra như 5.4 thì phải. 0.2 nhân cho 27 5.4 gram AL và 2.4 gram MG và 5.4 gram AL. Rồi vậy là xong câu A nha. Tính khối lượng mỗi kim loại. Cho từ dung dịch KH 2M và dung dịch A thì tính thể tích dung dịch KH tối thiểu cần dùng để thu được kết tủa duy nhất. Khi mà các bạn thu được cái kết tủa duy nhất ấy, thì kết tủa duy nhất thì sẽ có khá là nhiều trường hợp xảy ra. Đề nó chỉ cho dữ kiện tới đây thôi. Được chưa? Thì trong dung dịch A các bạn cần cái tư duy quan trọng như vậy. Thì chúng ta làm một câu này á, đây là dung dịch A này. Thì chúng ta cần cái tư duy như vậy. Dung dịch A gồm gì trong đó? Thì dung dịch A gồm hai thằng. Một, đây chính là dung dịch A luôn đây. Qua những thứ không cần thiết nha. Đây chính là dung dịch A đây. Đó chính là dung dịch A, gồm có Mg 2 cộng và Al 3 cộng, đúng không? Cái quan trọng là hai đó. Vậy lúc này số mol của Mg 2 cộng, số mol của Mg 2 cộng ấy thì số mol sẽ là 0.1 và số mol của Al 3 cộng thì là 0.2 mol. Đấy, chúng ta có tư duy nền tảng dựa trên số mol là như vậy. Rồi ok ha, 0.1 mol Mg 2 cộng và 0.2 mol Al 3 cộng. Thì lúc này á, câu B là một câu khó. Cho từ từ cao H vào thì tính thể tích dung dịch. Thì có khá là nhiều trường hợp xuất hiện ở đây, tại vì đề nó chỉ cho dữ kiện tới đây. Các bạn tư duy trước đầu tiên của tôi nè. Một là khi mà cao H vào ấy thì nó sẽ ưu tiên vẫn với Mg 2 cộng trước để xuất hiện MgOH 2 mà chưa kịp hình thành AlOH 3. Vậy hôm nay á, tôi sẽ chia ra làm một số trường hợp ấy. Trường hợp 1 chỉ có MgOH 2 xuất hiện, tức là mình chỉ có MgOH2 kết tủa đấy và không hề xuất hiện AlOH3, tức là cao H chưa kịp phấn với cao H3. Thì lúc này các bạn chỉ có một cái phương trình duy nhất là gì ạ? Cao H cộng cho, thôi tôi ghi bằng phương trình đi ông nha, chứ giờ mà ghi phương trình gì. Câu này là câu khó đấy, câu này là câu cuối cùng trong cái đề của phần riêng rồi à, giờ đó là câu khó nhất trong đây. Giá trị điểm nó tôi dự là chỉ có một điểm thôi à, vì cái đề các bạn làm đúng hết thì các bạn có 9 điểm, làm thêm ý B nữa là được 10 điểm. Câu này khó đấy. Rồi chỉ có MgOH2, vậy lúc này chúng ta sẽ có tư duy là Mg2 cộng cộng với OH trừ để xuất hiện Mg OH tất cả 2. Rồi các bạn cân bằng ở đây tất nhiên là 2 OH trừ ha. Mình có số mol của Mg2 cộng rồi, tức là chỉ có MgOH2 rồi, AlOH3 lần không tham gia phấn luôn nha. Vì lúc này á Al3 cộng còn ethyl trong đó, tức là cao H nhỏ từ từ tụm 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 thì xuất hiện đúng MgOH2 nó ngưng lại, nó chưa kịp phấn Al3 cộng là đã hết rồi. Bị cái đề nó mới ghi nè các bạn, nhỏ từ từ cao H vô, nhỏ từ từ vô, tổng vô. Mà nó yêu cầu là cao H tối thiểu nè. Thì nó chưa kịp hình thành AlOH3. À rất là hay, chưa kịp hình thành AlOH3. Rồi lúc này á thì chúng ta tư duy là đúc số mol vô thôi. Số mol Mg2 cộng ban đầu là 0.1 nên mình đã giải rồi, 0.1 đúc vô đây, chuyển qua đây là 0.2. Và chỗ này là 0.2 mol OH trừ. Ok chưa? Chỉ có số mol OH trừ, và số mol OH trừ chính là bằng số mol cao H luôn. Vậy thể tích tối thiểu vì lúc này chúng ta có suy ra luôn V ngay lập tức luôn đi. V cao H CM bằng N chia V, vậy V bằng N là 0.2 chia cho CM, để cho CM là 2M chia bằng 0.1 lít. Rồi ok, dừng lại đây, là xong trường hợp 1. Nếu như trường hợp 1 nó xong rồi có gì đâu để nói đúng không? Trường hợp 2. Trường hợp 2 xuất hiện. Trường hợp 2 á, là chỉ có kết tủa AlOH3, chỉ có kết tủa AlOH3 và cái gì các bạn, chỉ có tủa AlOH3 và Mg2 cộng chưa kịp phản ứng là cao H đã hết rồi. Nó hơi khó nha. Ok, tức là nó ngược lại trường hợp 1, tức là lúc mà giỏ có H tỏ nó vô thì nó ưu tiên phấn nha AlOH3 lần trước tạo kết tủa xong thì nó ngưng lại luôn, tự nhiên cái phấn xong nó hết trơn. Thì hôm nay chúng ta có phương trình là đến này nó hơi ngược lại so với trường hợp 1 thôi, cộng với 3 OH trừ mũi tên AlOH3. Đó, AlOH3 thì lúc này chúng ta có số mol đây là 3 cộng, mình đã tính rồi là 0.2 này, chuyển qua đây là 0.6. 0.2 nhân 3 là 0.6,
Rồi suy ra V của KOH bằng tương tự luôn 0,6 chia cho 2 bằng 0,3 lít. Rồi ok, 0,6 chia 2 bằng 0,3 lít. Thì các bạn biết không, để nó không cho cái dữ kiện tiếp theo, không cho cái dữ kiện gì hết để xác định coi thằng nào kết tủa ưu tiên được ra trước. Thì chúng ta phải đặt nhiều trường hợp như vậy để hình thành nên một kết tủa duy nhất. Thì để nó ghi là kết tủa duy nhất nè, cái khóa quan trọng là để nó ghi là kết tủa này là kết tủa duy nhất. Chỉ có duy nhất một kết tủa trong đó thôi. Và trường hợp thứ ba tôi giới thiệu chúng ta luôn. Trường hợp thứ ba này không rơi vào trường hợp của cao hóa kết tủa, tôi mở rộng tư duy câu này ra để các bạn suy luận ha. Các bạn lựa chọn đáp án phù hợp. Đây là môn khoa học thực nghiệm thì sẽ có khá là nhiều cái đáp án chứ không phải chỉ có duy nhất một đáp án đâu mà các thầy cô đưa ra giả định đâu này nọ kia đâu. Rồi trường hợp 3 đây rất là hay. Trường hợp 3 này thì sẽ không rơi vào trường hợp của cao hát tối thiểu đâu ha, đó là trường hợp mà chỉ có MgOH2. Ủa thầy ơi, sao trường hợp 3 này giống trường hợp 1 vậy, nhưng mà chỉ có MgOH2 sau khi cao hát hòa tan hết AlOH3. Đây là trường hợp vô cùng, đó vẫn có khả năng xảy ra, tức là như vậy. Ban đầu nó hình thành cái tủa AlOH3, sau đó nó tạo cái tủa AlOH3 xong và KOH vẫn còn dư một lượng, các bạn vẫn giữ tổng, tức là xảy ra trường hợp 3 là trường hợp đã xảy ra trường hợp 2 rồi. Vừa xuất hiện trường hợp 2, xuất hiện cái tủa AlOH3 là tạo ra vừa tiêu tốn một lượng là 0,3 lít KOH rồi. Rồi sau đó nó vẫn tiếp tục, KOH vẫn còn dư, vẫn tiếp tục xảy ra vấn bạn, nó hòa tan đi kết tủa AlOH3. Nó hòa tan đi kết tủa AlOH3 và nó hòa tan kết tủa AlOH3 xong. Nó hòa tan kết tủa AlOH3 xong thì lúc này nó sẽ tiếp tục tạo ra kết tủa MgOH2. Đó, ý là như thế. Nó hòa tan kết tủa xong rồi nó tiếp tục tạo ra thằng kia AlOH2. Các bạn hiểu tôi nói không? Tức là nó hòa tan kết tủa xong thì nó lại tiếp tục, nó hòa tan kết tủa AlOH3 xong thì lúc này nó vẫn tiếp tục để tạo ra MgOH2. Đó, tức là như vậy. Lúc này á Al3+ tham gia phấn nhiêu H trừ nhưng mà không tạo ra kết tủa AlOH3 mà nó bị hòa tan sạch sẽ luôn, biến thành AlOH2 trừ cộng với H2O. Thì cân bằng là tới 4 OH trừ rồi. Tôi ghi một chiếc xanh cho nó bật khác biệt so với phần còn lại nè. Đó, ok ha. 2H gì đó rồi, cân bằng thì bên kia nó phải là có số 2 nước đúng không? 4H rồi, 4O rồi đủ. Đó thì chúng ta đúc cái số mol cũng tương tự thôi, lúc này không xuất hiện cái tủa mà lúc này KOH ưu tiên tạo cái tủa AlOH3, sau đó hòa tan cái tủa AlOH3 biến thành AlOH2 trừ, rồi sau đó KOH tiếp tục phản ứng với MgOH2, Mg2 cộng để biến thành MgOH2. À nó hơi khó ha, 0,2 chuyển đây là 0.8, 0,2 nhân 4 là 0.8 đấy. Rồi sau đó đấy OH trừ nó vẫn còn một lượng nữa các bạn, nó sẽ tạo thành kết tủa với MgOH2, kết tủa tối đa luôn để được kết tủa duy nhất luôn. Vậy lúc này á, là Mg tương tự luôn à, KOH. Vậy lúc này là à, Mg cộng OH trừ mũi tên MgOH2. Đề này thiếu thông tin để làm quá thì chúng ta mới đặt nhiều trường hợp như thế. Rồi ok, Mg chỗ này là 0,001 nhân 2 lên là 0.2. Ok ha. Vậy lúc này tổng cái hàng cao H chúng ta có là 0.8 cộng 0.1, các bạn thấy tổng chưa? Đây tổng nè, 0.2 cộng 0.8 là 1 đấy. Vậy lúc này V của cao H sẽ bằng 1 chia cho 2 bằng 0.5 lít. Mà 0.5 lít này dự là không phải là V tối thiểu rồi, đúng không? Nhưng mà đây là một cái tư duy gợi mở khác để chúng ta tìm được cái kết tủa, để thu được kết tủa duy nhất. Và lưu ý nha, cái lượng kết tủa duy nhất này cái đề nó ghi thiếu đấy. Kết tủa duy nhất này phải là lượng kết tủa tối đa. Kết tủa duy nhất là cần dùng để kết tủa vừa đủ, lượng kết tủa duy nhất này là kết tủa tối đa thu được hết mức, có thể là kết tủa toàn bộ cái trong cái dung dịch A đấy, mà tất nhiên là không tính cái thằng dòng còn lại. Ok ha, câu này cũng đặt nhiều cái gợi mở tư duy cho chúng ta. Rồi ok, vậy đáp án chúng ta có 0,1 trong trường hợp 1 này, 0,3 trường hợp 2 và 0,5 của trường hợp 3 ha. Khá là nặng nề tư duy. Rồi câu 4 là làm ngụm nước nha. Rồi câu 4, tính pH của dịch xét 3COH biết độ điện ly. Câu này bên đề cho nâng cao này. CH3COH và khi điện ly thì phân tích ra hai chiều thì ra được H cộng cộng so CH3COO trừ. Đúng chưa? Ban đầu á thì nó có nồng độ là bao nhiêu ạ? 0,01
thì nó phân tích ra không phải không ai xin lỗi quên này ban đầu là chất điện lý yếu rồi. Lúc mà phản ứng ấy thì các bạn lưu ý một điều này, cái tư duy phản ứng của thằng này á thì nó có độ điện ly. Độ điện ly là gì ạ? Cứ 0,01 trong 0,01 nồng độ M lớn của CH3COH thì sẽ có 4,25% là nó điện ly thành H cộng. Cái điện ly này tôi có đề cập ở đây. Đây. Cái độ điện ly á tôi có chia sẻ ở trong cái tư dạy với cái nhóm học thì tôi có đề cập. Đây nè các bạn, độ điện ly. Alpha được gọi là độ điện ly á, người ta là tính dựa trên công thức là số phân tử phân ly gai gần chia cho tổng số phân tử hòa tan. Ví dụ cứ 100 phân tử hòa tan CH3COH có 2 thằng phân ly đi. Thì CH3COH phân ly này á được gọi là phân ly gai dòng thì cái alpha sẽ bằng 0,02. Sẽ bằng 0,02 hay chúng ta hiểu chính là 2%. 2% tức là bằng 0,02. Rồi ok ha, mình tiếp tục. Vì khúc chỗ này chúng ta thấy là dĩa này phấn các bạn làm rất là dễ, lấy 0,01 nè. Các bạn nhân với 4,25% thôi thì các bạn sẽ ra được cái nồng độ tham gia phản ứng để tạo thành H cộng. Thì lúc này chúng ta có 0,01 nhân cho 4.25 chia 100 phần trăm mà 0,0045 gì đó thì kết quả này nếu như chúng ta định dạng á, thì là ký hiệu học này 4,25 nhân 10 trừ 4 thì hôm nay cũng là suy ra luôn là 4,25 nhân 10 mũ trừ 4 thì đây chính là cái nồng độ của thằng H cộng. Thì các bạn có nồng độ H cộng rồi các bạn trừ log thôi, vậy là trừ log thì các bạn sẽ ra được cái pH rồi có luôn là cái kết quả này trừ log luôn, trừ log 3,37 gần bằng ha, gần bằng 3,37 rồi xong. Vậy đáp án cuối cùng là pH của dung dịch CH3COH 0,01 m với độ điện ly là 4,25% thì gần bằng 3,37. 3,37 là có tính axit đấy, cũng không đến nổi đúng không? Nếu như thằng này mà là một axit mạnh đấy, 0,01 thì trừ log thằng này là sẽ ra 2. Mà thằng này vì nó là axit yếu, thế nên trừ log nó ra 3,37 tức là lớn hơn 2. Nguyên tắc về axit càng yếu thì cái pH nó sẽ càng tăng lên. Axit càng yếu thì pH nó sẽ càng lúc càng to lên. Nó tiện cộng với 7 nhưng mà chắc chắn phải nhỏ thua 7 tại vì mày là axit mà. Rồi câu 5 ạ. Cho 150 ml dung dịch gần có rồi gì đó tác dụng với gì gì đó đúng không? Tính khối lượng kết tủa tạo thành. Mình xác định các ion trong này đi các bạn, không tính ion là họ sẽ bị mệt. Tại cứ có B của B nó cũng ghi tính nồng độ của mol trên lít của các ion. Rồi ok chúng ta tính đi ha. Dưới này chúng ta sẽ có số mol của từng ion đi. Dung dịch đầu thì gồm có Al3 cộng, tính mol nè. Tính mol xong thì chúng ta thôi ghi bằng chữ xanh cho nó bật nha, tự nhiên trên nó là đỏ. Al3 cộng tôi ghi số mol kế bên luôn. Muốn tính được số mol của nó thì chúng ta phải lấy thể tích nhân với nồng độ tương ứng. Thể tích nè, muốn tính Al3 cộng đúng không thì mình lấy là 0,15 lít nhân với số 2 tại vì thứ 2 Al3 cộng lận nhiều đứa quên đó, nhân với 1. 2 nhân 1 là 2, vậy 0.15 nhân với 2 thôi là 0.3. Vậy là thằng này là 0.3. Rồi Al3 cộng là 0.3. K cộng thì cũng tương tự luôn. Chúng ta sẽ làm thao tác xử lý số liệu á, 0.15 nhân với 2 và nhân với 1. Thì giống y chang thằng Al3 cộng bên kia thì thằng này cũng ra được là 0.3 luôn. Và ở độ 42 trừ. Ở độ 42 trừ thì là phức tạp nhất đây. Ở độ 42 trừ thì nằm ở nhiều chỗ. Vì lúc này ở độ 42 trừ thì chúng ta cũng lấy cái thể tích chung nó luôn là 0,15. Các bạn nhân với 3 nhân với 1 cộng cho ở độ 4 này cục này là vẫn là 1 ha. Cục đó vẫn là 1 thì các bạn nhân với 1 bình thường. Đây tôi sẽ lấy máy tính bấm thì chúng ta dễ hiểu đây, 0.15 nè. Nhân nè, mở ngoặc nè. Rồi, thấy nguyên cục ở độ 4 là 3 không? Đây nguyên cục ở độ 4 là 3 này, nhân với 1. 3 nhân với 1 cộng cho bên cục kia bên chỗ thằng kia thì chúng ta có đây ở đâu 4 này á là có một cục ở đâu 4 thôi cũng là nhân với 1 bình thường tức là này là cộng cho 1 không chấm xéo
0.6, 0.6. Rồi xong. Rồi, chỗ này chúng ta có dùng dịch đầu những ion ở đây. Rồi tương tự Ba dưới này cũng vậy luôn. 0.1 Ba2 cộng. Này là Ba2 cộng nè. Thì là tương tự ha, thể tích. Chỉ đơn giản là xử lý số liệu thôi. 0.1 các bạn nhân với Ba. Ba là chỉ có một Ba thôi, rất là dễ. 0.1 nhân 5 là 0.5. Rồi OH trừ cũng tương tự. OH trừ thì 0.1 nhân 5 nhưng mà phải nhân với 2 nữa. À, tại vì có số 2. Các bạn phải đi, không đi mới đó là các bạn đi về lại xa. Xử lý số liệu mà không xử lý được thì thôi câu này nên bỏ bút đi, đừng làm. Thì bấm số liệu mà còn không hiểu chỗ này nó bấm nhanh sao mà làm được câu này. Không nào ghi phương trình ion phân ly từng cái là được, câu này là câu tư duy nhanh. Vậy là OH bằng 0.1 nhân 2 nhân 5. Chỗ này sẽ ra được là 1 mol đúng không? 2 nhân 5 được 10, 10 nhân 0.1 là ra 1. Rồi, vậy là OH là 1 mol, OH trừ là 1 mol. Rồi, đề hỏi là tính khối lượng kết tủa tạo thành. Thì sẽ có một số phương trình hình thành kết tủa đúng không? Đầu tiên là Ba 2 cộng cộng cho, thôi ghi dưới này cho nó trống cãi nha. Dưới này còn nhiều chỗ mà. Ba2 cộng, này là câu A các bạn. Ba2 cộng cộng cho SO4 2 trừ đúng không? Ra Ba4 kết tủa. Này kinh điển rồi. Rồi Ba2 cộng chúng ta có 0.5 mol và SO4 2 trừ chúng ta có 0.6 mol. Thì dựa trên nền tảng số mol này chúng thấy tỷ lệ mol của Ba2 cộng cũng SO4 2 trừ trong phương trình đó là bằng nhau, là như nhau, là tỷ lệ 1:1. Do đó thằng nào số mol nào nhỏ sẽ quyết định vững. Kiểu này Ba2 cộng là 0.5, vậy là 0.5 ở đây. Chuyển qua đây là 0.5 luôn. SO4 2 trừ nó còn dư. SO4 2 trừ nó còn dư. Lưu ý ở đây nó ghi câu B tính nồng độ mol trên lít của các ion có trong dung dịch nè. Là câu B. Sẵn thì tôi ghi luôn cho rồi. Vậy là dung có trong dịch D đúng không? Vậy là dung dịch D đây. Vậy là SO4 2 trừ còn dư. Dư một lượng là lấy 0.6 trừ 0.5. Các bạn lấy 0.6 không? Đây nè, 0.6 trừ 0.5 là ra 0.1. Ở đúng 2 trừ còn dư là 0.1 mol. Rồi ok ha. Rồi tương tự với OH trừ cũng tương tự như vậy. K cộng Al3 cộng vô OH trừ. Nhưng mà Al3 cộng OH trừ sẽ có cái tư duy quan trọng như thế này. Câu này là câu nâng cao, các bạn phải tư duy ha. Ở đây á nè, thấy không, Al3 cộng là 0.3, OH trừ là 1. Thì các bạn dùng nháp, các bạn viết giùm tôi một cái phần quan trọng chỗ này. Đó là các bạn lập tỷ lệ giữa OH trừ, viết nhanh nha, chia cho Al3 cộng, tất nhiên là tính mol. Nếu như nằm các bạn chia hai con số này với nhau, để cho các bạn chia hai con số. Nếu như chúng ta sẽ có hai phương trình. Đó là một phương trình là Al3 cộng cộng cho 3 OH trừ để hình thành kết tủa. Và phương trình thứ hai là Al3 cộng bị hòa tan trong 4 OH trừ. Là lúc này kết tủa bị hòa tan sạch. Thì tôi gọi phương trình là phương trình số 1, phương trình là phương trình số 2. Các bạn chia tỷ lệ của cái này á, nếu như mà nằm trong khoảng nhỏ thu hoặc bằng 3 thì lúc này á chỉ có phương trình số 1. Nếu như nằm trong khoảng từ 3 đến 4 thì lúc này có phương trình số 1 lẫn phương trình số 2. Nhìn 1,2 đâu thầy, đây nè 1,2 nè. Rồi, còn nếu như mà lớn hơn hoặc bằng 4 thôi, lớn hơn bằng 4 thì lúc này chỉ có phương trình số 2 và không hề xuất hiện kết tủa. Làm nhiều thì nhớ cái dạng này, đây một câu khó đấy, không đơn giản đâu nha. Rồi vì lúc này gấp số vô đi, gấp số tôi gấp bằng viết đỏ cho chúng ta dễ nhìn nè. Chúng ta thấy là đây, chỗ này chúng ta thấy số mol là OH trừ là 1, là 1 đúng không? Chỗ này chúng ta thấy là 1. Trời ơi, 1 và ghi 0 chấm. Rồi 1 chia cho Al3 cộng là 0.3. Dự là nằm 3 4 rồi, vậy là 3 phẩy mấy gì vậy? Rồi 1 chia 0.3. 3.33 thì vậy. Đây, 3.33333. Mà khi 3.33333333. Vậy lúc này nó sẽ nằm trong khoảng từ 3 đến 4, tức là có cả hai phương trình này luôn, thì con phải ghi hai phương trình đó vào. Rồi ok. Lúc này á, vậy lúc này cái tư duy phương trình ở đây á, ghi xanh cho đồng bộ nha. Vậy lúc này mình có là Al3 cộng cộng cho 3 OH trừ mũi tên ra AlOH3 kết tủa. Và Al3 cộng cộng cho 4 OH trừ kết tủa bị hòa tan ra AlO2 trừ cộng với nước. Cân bằng ha. H2O đúng không? 4H, 4H, 2O, 3 bằng. Rồi xong rồi đấy.
Thì khi có hai cái này rồi đó, thì chúng ta phải tư duy là hai thằng này số mol của chúng lần lượt là bao nhiêu, bằng cách gì ạ? Chỉ có một cách để giải đi thôi, hoặc là có nhiều cách, các bạn áp công thức gì đó vẫn được. Và tôi thì vẫn kỳ vọng là chúng ta hiểu bản chất. Thì lúc này chúng ta đặt x, y lần lượt là số mol của L3 cộng trong phương trình số 1 ha. Và x, y là lần lượt là số mol của L3 cộng trong phương trình số 1 và phương trình số 2. Rồi lúc này chúng ta sẽ có 3 x, và ở này chúng ta sẽ có là 4 y. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ có cái tư duy phương trình quan trọng ở đây để giải. Vì hôm nay mình có phương trình là L3 cộng x cộng y sẽ bằng tổng số mol L3 cộng ban đầu. Tổng số mol L3 cộng ban đầu là 0.3. Vì hôm nay 0.3. Rồi. Và tổng số mol được phát trừ luôn là 3x cộng 4y bằng tổng số mol được phát trừ đây đề cho luôn đây là bằng 1, thấy không? Tổng số mol được phát trừ là đề cho bằng 1 lúc mình xử lý số liệu ban đầu đó các con. Vì hôm nay sẽ bằng 1. Rồi các bạn bấm máy tính các bạn giải phương trình này giùm tôi, cái hệ phương trình này giùm. Hơi khó ha. Vì mình có là ban đầu là 1 bằng 1 bằng 0.3 3 bằng 4 bằng 1 0.2 và 0.1 x bằng 0.2 y bằng 0.1. Rồi mình gấp trực tiếp vào trong đó đi để mình thu được kết tủa. Đề hỏi là tính khối lượng kết tủa tạo thành, thấy không? Đề hỏi là tính khối lượng kết tủa tạo thành. Vậy là x bằng 0.1, y bằng 0.2. Được chưa? X bằng 0.2 này, thấy không? X bằng 0.2. Vậy hôm nay mình thế vào đây là 0.2 luôn cho rồi. Vậy lúc này á, kết tủa sẽ có là gì các bạn? Kết tủa đây 0.5 BaNO4 và 0.2 AlH3. Rồi suy ra kết tủa, M kết tủa ha, sẽ bằng khối lượng của BaNO4 là 0.5 nhân cho M lớn của BaNO4. Tới đây thì chắc tôi ghi từ từ đi ha. Ghi nhanh quá đi ơi, thì không hiểu gì hết. M nhỏ BaNO4 cộng cho M nhỏ AlOH3. Câu này khó nha. Rồi lúc này sẽ bằng 0.5 BaNO4 thuộc lòng M lớn rồi, 233. Rồi M nhỏ của AlH3 đúng không? Thì 0.2 nhân cho 78. M lớn của AlH3 là 78. Rồi đó chính là đáp án cuối cùng của chúng ta. Không phẩy năm nhân 233 cộng cho 0.2 nhân 78, 132.1 gam. Rồi xong, đây là lượng kết tủa mà chúng ta có ha, 132.1 gam. Rồi ha, tôi bấm có sai sót chỗ nào thì các bạn có thể bình luận bên dưới nha. Tôi nhắc lại lần nữa là các video tôi làm thường không edit, không có thời gian để edit thì up lên đó. Các bạn xem có gì sai thì chúng ta chỉnh sửa thôi, và tôi sẽ hoàn thiện trong những video lần sau. Rồi xong. Vậy hôm nay dung dịch D, đề hỏi là tính nồng độ mol trên lít của các ion có trong dung dịch D ha. Đây đề hỏi đây. Rồi chúng ta xóa hết mấy cái vàng vàng đi, nhìn rồi có mắt quá. Rồi ok, có trong dung dịch D đúng không? Rồi dung dịch D thì gồm có, nãy mình đã xử lý một thằng ở độ 4 2 trừ rồi. Ngoài ra dung dịch D thì chúng ta nhìn thấy á, dung dịch D còn có ALO2 trừ này chính là imol, mà imol hồi nãy chính là 0.1 phải không? Vậy là 0.1 đây. Vậy gồm có ALO2 trừ 0.1 ở đây. Đúng chưa? Ngoài ra còn dòng gì nữa? 3 cộng đã hết rồi. Còn dòng gì nữa? AL3 cộng kết tủa rồi, ALO2 trừ biến thành rồi, K cộng A, K cộng đây. K cộng đây, 3 hay cộng đã hết, OH trừ thì vẫn cũng hết luôn, ở đúng 2 trừ đã ghi dư rồi, vậy là K cộng 0.3. Các bạn thấy không, K cộng thì nó nằm lởn vởn trong dung dịch, nó không tham gia bất kỳ phần nào tạo kết tủa, khí hay điện lý gì cả. Thì do đó chúng ta có thằng đó, giờ nhìn cái này làm sao biết chúng ta làm đúng hay sai. Thì có 3 dòng trong đây, thì các bạn muốn làm biết đúng hay sai thì cũng dễ lắm, chúng ta bảo toàn điện tích thôi. 0.1, cái con bảo toàn điện tích như thế nào, 0.1 nhân 2 cộng cho 0.1 nhân 1, có bằng 0.3 nhân 1 không? Thì bảo toàn điện tích, tổng số mol điện tích dương bằng tổng số mol điện tích âm, thì nhẩm chúng ta thấy 0.1 nhân 2 là 0.2, 0.2 cộng 0.1 là 0.3, thì 0.3 bằng 0.3 nhân 1 luôn đấy, là 0.3 luôn. Đây chính là định luật bảo toàn điện tích, một trong cái định luật quan trọng trong dung dịch mà các bạn làm để kiểm tra test tính đúng sai, và tôi chắc chắn một điều là làm đúng rồi đấy. Rồi, tính nồng độ mol trên tích của các ion, rồi nồng độ mol trên tích thôi. Rồi suy ra luôn đi. Rồi ALO2 trừ và K cộng.
Rồi độ mol trên lít sẽ có là lấy cái số mol chia cho thể tích thôi, thể tích dung dịch D. Thể tích thì bằng tổng của hai này cộng lại với nhau, tại vì hai dung dịch này cộng lại với nhau này là ban đầu có 150 ml cộng với 100 ml thì là 150 cộng 100 là 250 là 0,25. Vậy lấy 0,1 chia 0,25 thôi. Lại ra 0,4. Dưới này hàng đầu tiên là 0,4 m lớn. Rồi hàng dưới số mol cũng giống nó luôn rồi, vậy là 0,4 luôn. Rồi số mol giống nhau trong cùng thể tích thì giống hết trơn thì nồng độ giống chứ. Còn hàng kia gấp 3 lần thôi. Thì 0,3 mà gấp 3 lần với số mol ở trên thì rõ ràng là 1,2. Ok. 0,3 chia 0,25 là nhân 4 đấy. Là 1,2. Rồi có gì không rõ thì chúng ta bình luận bên dưới. Câu tư duy khó thì phải giải theo kiểu giải nhanh như thế này, chứ tư duy khó mà ghi phương trình phân tử thì từ từ thì chừng nào mới làm ra được, đúng chưa? Rồi ok ha. Câu này là câu cuối cùng của đề. Rồi có gì không rõ thì chúng ta bình luận bên dưới. Đây là một đề khá là khó và nhưng mà nó hay. Rồi, có gì không rõ thì bình luận thôi.